Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem một vài bộ combo với vài mẫu máy xài pin đấy các anh. Máy Milwaukee và máy của hãng LED ha. Đó, này có nhiều máy mẫu LED nè. Có combo hai máy giá 5 triệu mấy và 5 triệu 8, 5 triệu 9. Máy phan, có bê tông luôn. Rồi, đây, ok. Ở đây thì giới thiệu cái bộ này là 5 triệu 4. Đó, combo hai máy là 5 triệu 4 các anh. À, đây là cái sạc xài điện 220 luôn nha. Hàng mới, máy mới, pin mới đều luôn ha. Ở đây thì là cây fan lực mạnh cỡ 90 Newton và cây bấm vít lực mạnh là 200 Newton. Đó. Rồi combo này thì giá là cỡ 5 triệu 4. Em báo giá các anh mình xem và tham khảo ha. Cái bộ này thì các anh xài gia đình đồ là ok, ngon lành nha các anh. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Cái này thì phan bắn vít và phan gỗ, phan sắt, phan tường, bắn tắc kê đồ ok á. Động cơ motor không chổi than. Rồi và cây này thì có mã là FX1151 các anh. Số 1 chạy vòng tua 600 vòng, số 2 chạy vòng tua 2200 vòng. Đó, ok, ngon lành. Đó, ê, xài pin 24V, dung lượng 2.5A, xài phan đồ cũng có thể là cỡ một ngày mới hết pin. Còn đây là cây bắn vít này, nếu mà bắn vít ton lập nhà đó hay là bắn vít gỗ thì bắn tầm cỡ 400-500 con vít mới hết cục pin này. Máy bắn vít à, máy này lực mạnh nha các anh, lực mạnh là 200 Newton. Đó, động cơ motor không chổi than, mã là FX1351, vòng tua tối đa là 3400 vòng. Có đèn chiếu sáng, xài pin 2.5A. Đó, mẫu này ha. Rồi ok, và combo này giá 5 triệu 4. Các anh mình xem video và tham khảo 5 triệu 4 nha. Đó. Rồi, đây thì em có cái cây máy bê tông. Hàng này hàng cũ qua sử dụng nha. Và giá chỉ 5 triệu mấy một cây à. Đó, bê tông nè. Đây là cái mũi đục các anh, mũi đục bê tông đồ chơi, mũi dẹp ha, mũi này đục bá cháy luôn. Nó có hai chế độ phan bê tông và chế độ đục bê tông. Cái này là hàng nhập Mỹ có chứng nhận COLOS. Đó, có mã là Casno 2717-20, giá chỉ hơn 5 triệu thôi. Anh có nhu cầu mua cây này thì alo em ha, cây này còn tốt, xài ok, ngon lành. Để bữa nào review đục cái cây này thử các anh. Xài pin M12 M18 2 output 12.0A. Của pin cũ này giá khoảng 2 triệu mấy một cục nữa nè. Đó, pin này còn chất lượng ok, sạc lên 4 mức pin đó. Đó, cái này mũi đục quá, mũi đục này dữ dằn các anh. Đó. Rồi, đây thì sẵn đây máy bê tông thì em giới thiệu cái bộ mũi phan bê tông luôn. Đó, bộ mũi phan này hôm nay về được hai bộ các anh. Hai bộ này. Bộ này thì của Milwaukee, ở ngoài nó có để là mũi phan 5 ly, 6 ly và 6 ly 2 mũi, 8 ly 2 mũi và 10 ly và 12 ly. Đó, chân gài SDS LED nha các anh. Đó, 12 ly. Cái này thì nó made in Germany, là sản xuất tại Đức các anh. Đù dữ ta. Made in Germany luôn. 4 chấu, đù xịn trời. 4 chấu luôn nè. Đó. Đã ghê các anh. Đó. Cái này giá khoảng 600 mấy 700 nha các anh. Đó, một bộ 1 2 3 4 5 6 7 mũi các anh ơi, 7 mũi. Ồ, được 7 cái luôn. Đã có cái hộp như thế này. Đó, 7 7 mũi phan giá khoảng 700.000. Một mũi 100.000. Ví dụ như một mũi 100.000 ơi, có thể bớt một chút nữa cũng được. Rồi các anh có nhu cầu mua, em có hai bộ, có gì alo em ha. Em có nhiều khách có hai bộ sao không đủ bán luôn á. Rồi, các anh mua ủng hộ nha, hai bộ. Rồi, ok. Đây, tiếp theo giới thiệu bộ combo hai máy. Combo này có chức năng Winkey kết nối điện thoại với máy. Bộ này là bộ 2996-22, cây phan và cây bấn vít. Cái phan này thì mã là 2806-20. Có bộ điều khiển số 123 luôn. Đó, điều khiển số 123. Đó, bấm tốc độ ha. Có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay, có chức năng Winkey kết nối điện thoại với máy, xài pin zin 5A pin mới các anh. Ở này thì mã là Casno 2806-20, có chứng nhận COLOS, là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn.
À, cây này là 4 chức năng nha các anh. Nó có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay nữa. Có búa để phân tường phan bê tông và phan bắn vít và phan gỗ phan sắt luôn. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Mẫu này là động cơ motor không chổi than. Đó. Đó, cây phan máy thì có lực mạnh là 135 N. Hãng có cho kèm theo cái cây tay cầm trợ lực, hàng combo nguyên thùng. Ở đây thì bộ sạc. Đó, bộ sạc ha. Rồi, sạc pin 12V và 18V. Ở đây thì là cây máy bắn vít lực mạnh là 225 N. Rồi, động cơ motor không chổi than. Có mã là Casno 2857-20. Có chứng nhận CULOS. Rồi và có 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn các anh. Xài pin M18 5.0. Đó, máy lực 226 N. Rồi ok. Đó, rồi. Đó, combo này thì giá khoảng hơn 9 triệu các anh. Các anh có nhu cầu mua thì alo em ha. Rồi. Tiếp theo đây thì có hai combo này, giá máy phan thì 5.9 triệu mà máy bắn vít thì 5.8 triệu. Đó. Rồi. Ok. Đây là bộ combo máy phan của hãng LED nha các anh. Rồi, xài pin 24V màu xám, công ty công nghệ của Đức, xài sạc này làm lên điện 220 xài ok ngon lành. Và có cây tay cầm trợ lực luôn, có móc treo đầu luôn. Đó. Này thì cục pin 24V 5.0, đây là cục pin 5 để mình xe cua luôn. Rồi, và trong máy thì là cục pin 2.5, tức là mình được hai cục pin nha các anh. Rồi, cây máy này là lực mạnh là 158 N. Đó, máy 5 chức năng, dòng đời cao nhất, động cơ motor không chổi than. Máy có mã là FX1271T, có búa để phân tường phan bê tông và chức năng phan gỗ phan sắt và chức năng bắn vít. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, lực mạnh 158 N là các anh. Có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay. Đó. Giặt ngang gì là nó ngắt nha các anh. Rất là dữ vậy. Đó, giặt ngang là ngắt luôn. À, đây là cục pin 2.5 và có cục pin 5 chấm nữa. Đó, thì combo nguyên thùng như thế này nha. À, thì có mức giá khoảng 5.9 triệu nha các anh. À, chốt giá cuối 5.9 triệu luôn. Giá rất là béo bở luôn á. Giá so với giá nó giảm rồi các anh. Giá giảm rồi rất là ok, cũng vừa tầm rồi đó các anh ơi. Rồi đây là bộ bắn vít này giá 5.8 triệu nha các anh. Sạc thì xài điện 220. Và đây thì cục pin 5.0 và cục pin 2.5. Rồi đây thì cây máy bắn vít lực mạnh 282 N. Đây là mẫu dòng đời cao nhất hệ bắn vít luôn. Đó. Có 5 cấp độ điều chỉnh bắn vít, số 1, 2, 3. Ở số 3 là số mạnh nhất. Lực mạnh lên đến là 282 N. Và chế độ bấm bắn vít ngắn và vít dài. Vít ngắn thì bắn vào sắt, vít dài thì bắn vào gỗ nha các anh. Đó. Nó có chế độ tự động ngắt. Đó. Máy bắn vít ha, cài những vít vào đây. Hiệu LED, công ty công nghệ của Đức nha các anh. À, động cơ motor không chổi than, mã của nó là FX1371A. À, rồi có thông số vòng tua ở đây. À, rồi ok, rồi đây là combo này giá 5.8 triệu mấy anh, 5.8 triệu và hai cục pin luôn, sạc thùng như thế này. Giá 5.8 triệu cho cây bắn vít lực mạnh 282 N. Rồi ok, đây thì em giới thiệu cây máy phan này ha. Máy phan này xài pin mẫu mới các anh. Pin mẫu mới LED 24V, power tắc lithium các anh. Dung lượng 6A, công suất là 1920W. Đó, cục pin này. Cục pin này thấy nó hình nó vuông vuông, nó to nhưng mà cầm nó nhẹ tay hả các anh. Đó. Rồi bên dưới có cái tem là 24V 6A và công suất là 1400 nguồn công suất xả đó là 144W. Có mã là FX0331, có số series ở đây, có chứng nhận COLOS là hàng Mỹ nha các anh. Đó, cục pin nhìn rất là chắc luôn á. À, pin này dạng pin power tắc là dạng pin tinh thể lỏng nha các anh. Đó, chứ nó không có là cell pin. Đó. Xài ngon lành ok, gắn vô máy sẽ chạy mạnh lắm các anh. Chức năng chống giặt nè ha. Đó, giặt. Giặt ngang cái ngắt liền. Đó, động cơ motor không chổi than. Xài mã là máy cây phan này, mã là FX1271T. Cây này là lực mạnh 158 N, Milwaukee đồ 2804 đồ thua cây này.
nó ngang với cái cây là 2904 mà Diwan hay là Makita đồ thua cây này nha các anh. Phai không lợi cây này đâu. Đó, rất là bao chắc luôn. Đó, xài pin 6A. Các anh nhìn xem như thế này đẹp không các? Cụ pin này nhìn chắc không? Đó, rất là chắc luôn. Đèn báo pin 4 mức pin màu xanh đã ha các anh. Pin power tắc mẫu mới. Đó. Còn đây là pin mẫu cũ bình thường nè. Pin mẫu cũ thì 5 chấm, mẫu mới là 6 chấm. Nó có cục nhỏ là 3.5, mẫu lớn 6 chấm. Đây pin cũ, pin mẫu cũ là 2.5 với 5 chấm. Đó. Ở đây thì cây máy mài, máy cắt cầm tay. Cây này thì giá khoảng 3.8 triệu nha các anh. Xài đĩa 125. Mẫu này động cơ motor không chổi than, có 4 cấp độ tốc độ á. Bấm ở đây ha. Giảm nè. Chạy chậm nè. Rồi chạy nhanh lên. Rồi cây này thì nó có mã là FX3171A nha các anh. Vòng tua tối đa là 10.000 vòng. Còn bóp phía bên dưới. Đó, cây máy mài máy cắt cầm tay mẫu này nhỏ gọn thì có mức giá khoảng 3.8 triệu một cây. Đó, pin power tắt đã ha các anh. Rồi, ok. Đây thì tiếp theo máy bắn bù lông. Đây là cây máy bắn bù lông nha các anh. Đó, đây là cây máy bắn bù lông đầu vuông 1/2 lực mạnh nha. Có lực là 1600 Newton. Mẫu này là động cơ motor không chổi than. Nó có mã là FX1471 các anh. Cái này thì có 4 cấp độ điều chỉnh lực. Động cơ motor không chổi than. Nó có chức năng là hãng thiết kế mẫu máy là làm dài giảm rung nha các anh. Khi mà mình bắn bù lông là nó rung cái phần trên này thôi, còn phần dưới chỗ toàn tay cầm với pin đồ là nó sẽ hạn chế rung để không làm gơ cái chân pin với tơi tay người sử dụng. Có 4 cấp độ số 1, 2, 3 và chế độ chữ A là chế độ tự động. Mở ốc nới lỏng là nó sẽ dừng. Cây máy bắn bù lông rất là chắc chơi luôn. Rồi, tiếp theo đây thì có cây máy phan bê tông. Đây là cây máy phan bê tông của hãng LED. Cây này thì có giá là 6.7 triệu các anh. Xài pin LED 5.0. Đó, đây này. 4 chức năng. Có 2 cái đầu. Một đầu gài SDS LED và một đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. 4 chức năng mình dặn điều chỉnh ở đây. Chức năng đục bê tông, đục xây mũi và phan có búa và phan không có búa. Đó, dặn qua đây ha. Đó. Cái này thì giá khoảng 6.7 triệu nha các anh xem và tham khảo ha. Đó, cây máy lực mạnh là 2.7 joule. Rồi, tiếp theo cây này luôn. Cái này của Milwaukee nha các anh, cũng là 4 chức năng. Đó, rồi. Cái này lực mạnh là 2.7 joule. Rồi đầu kẹp bằng thép Autolock nè. Rồi 13mm và đầu gài SDS LED, 4 chức năng luôn. Đục xây mũi và phan có búa để phan bê tông và phan không có búa. Có điểm chống rung, động cơ motor không chổi than, xài pin 18V 5.0. Đó, và cái này thì có mức giá khoảng 5 triệu mấy luôn các anh, cỡ 5 triệu 8 ha. 5 triệu 8 cái này hàng mới 100% và được bảo hành 1 năm luôn nha các anh ơi. Có nhiều mẫu máy khác luôn. Rồi, ok. Đây tiếp theo em review bộ combo máy Makita giá khoảng 8.5 triệu các anh. Đó, đây cái sạc sạc điện 220, sạc này lên điện 220, sạc nhanh và sạc zin, sạc nguồn ra là 9A, sạc nhanh luôn á các anh. Đó. Đây là cây máy bắn vít, xài pin Makita pin zin 18V 5.0. Cây máy này có móc treo, pin zin có tem, nó là Makita USA, cell là made in Malaysia. Đó, máy thì động cơ motor không chổi than, có mã là XDT16, Makita XDT16 nha. Có chứng nhận COLOS và có lực mạnh là 180 Newton, 4 cấp độ điều chỉnh bắn lực và 4 cấp độ bắn vít thông minh, như bắn đủ lực sẽ ngắt motor. Hay. Makita thì gọn nhẹ các anh, cầm rất là nhẹ. Máy chạy rất là im luôn. Rất là phao. Rồi,
Ok, đây thì cây phan ở một cặp luôn, máy bơm vít và máy phan. Đây là cây phan Makita XBH14 có chứng nhận COLOS, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, 3 chức năng. Chức năng có búa để phân tường, phân bê tông và chức năng phân gỗ, phân sắt và chức năng bắn vít. Rồi, và số 1 và số 2, động cơ motor không chổi than. Đó, và cây này thì lực mạnh là cỡ 145 N, hãng có cho theo kèm theo cái cây tay cầm trợ lực nha các anh. Xài pin Makita 18V 5.0, pin zin cell pin là made in Malaysia, có móc treo đầy đủ luôn. Đó, như thế này. Combo này thì các anh đang xem trên màn hình em review giới thiệu, và em báo giá thì có giá khoảng 8.500.000 nha các anh. 8.500.000 cho combo này. Rồi, ok. Rồi, đây các anh ơi. Có mấy anh khách quan tâm cần mua bộ máy bắn vít để bắn ton, chiên vít, xài pin châu đồ á, hoặc là máy mạnh đồ ha. Có mấy anh quan tâm thì muốn giá tầm 3 triệu mấy á, thì có bộ này nha các anh. Bộ này là dòng đời cao nhất hãng luôn. Đó. Đây thì cây máy động cơ motor không chổi than. Máy này mẫu mới nha các anh. Mẫu mới năm 2022, 3 bóng đèn chiếu sáng. Và có mã là Casno 2953-20. Máy chạy vòng tua tối đa là 3.900 vòng. Lực nhịp gỗ búa là 4.400 nhịp. Chứng nhận COLOS là hàng nhập Mỹ các anh. Có 4 cấp độ điều chỉnh bắn vít luôn. Xài pin M18 5.0. Đây, máy có móc treo luôn. Cái máy này lực mạnh là 226 N, bắn vít ton lập nhà rồi là bao phê nha các anh, bao mạnh luôn á. Đây thì đây là cây máy này với pin với sạc như thế này, giá khoảng 3.600.000 nha các anh. 3.600.000 cho combo này. Các anh mình xem và tham khảo, có nhu cầu mua thì alo em ha. Đây thì cây máy mới zin, máy mới trong hộp luôn. Còn đây là sạc nhỏ nha các anh. Đây là pin đóng 10 cell. Em giới thiệu, em báo rõ cho các anh mình xem và tham khảo. Có nhu cầu mua bộ này với giá là 3.600.000 thì alo em ha. Rồi, đây. Đây là cây máy mẫu Gen 4 nha các anh. Mẫu này mẫu Gen 4. Hàng này là hàng cũ qua sử dụng, cho các anh nào có nhu cầu mua hàng cũ ha. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Cây máy này có 4 chức năng nha. Chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay nè, phan gỗ, phan sắt nè, chức năng bắn vít nè, và có búa để phan tường, phan bê tông. Số 1 và số 2, tốc độ máy chạy, động cơ motor không chổi than. Và cây này thì có chứng nhận COLOS là hàng nhập Mỹ nha các anh. Nó made in China, xuất Mỹ. Có mã là Casno 2904-20. Chống giặt ha, rất là hay luôn. Chớp đèn báo chống giặt luôn, bóp cò máy ngắt luôn các anh. Này xài pin đóng 10 cell các anh, 5.0 như thế này. Cục pin này 800.000. Cục pin zin mới của hãng 5.0 luôn là 1.300.000. Pin đóng rẻ hơn được 500.000 nha các anh. Và cây máy này giá 2.800.000. Nếu mà máy với pin thì khoảng 3.600.000. Vẫn có tặng sạc nha các anh. Đó, rồi ok. Các anh có nhu cầu mua cái máy này, alo em ha. Đó, hoặc là mua combo này cũng được. Combo này thì giá cỡ 6.000.000-7.000.000 à. Mà những dòng máy đỉnh nha các anh. Đó, rồi ok, vậy ha. Rồi ok, như vậy nha các anh. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem mấy mẫu máy của hãng LED xài pin 24V, công ty công nghệ của Đức, với bộ combo của Milwaukee. Đó, Milwaukee màu đỏ, máy LED màu xám nha các anh. Các anh xem video và tham khảo, có nhu cầu mua máy thì alo anh em, có số điện thoại ngay trên màn hình. Số này có Zalo, các anh hãy kết bạn Zalo với em nha. Các anh có Zalo thì kết bạn Zalo với em ha. Có gì em tư vấn máy qua Zalo nha. Dạ rồi, ok. Cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh mình dồi dào sức khỏe.